Hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong emo thì à, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em à, cái kèo à, đào cái à, coi là Ra The Dragon coi. À, à, thì à, cái con này là nó đào trên web anh em nha Đó. thì à, để đăng ký đào cái con The Dragon coi này thì anh em sẽ cần phải có cái ví Metamask và đồng thời là anh em sẽ tạo được cái mạng ví là Heco thì anh em sẽ sao chép cái mạng ví Heco anh em dán vào đây đó thì anh em sẽ đăng ký được ha. Thì đầu tiên anh em sẽ vào cái ví MetaMask ha. Rồi. Thì đầu tiên anh em đã tạo cái mạng hai cô thì anh em vào cái dấu ba gạch này. Sau đó vào cái phần cài đặt. Sau đó anh em bấm tự mạng ha. Tiếp theo anh em bấm tự theo mạng cho mình đó thì ở đây nó sẽ có những cái thông tin tên mạng nè url mã chuỗi ha, ký hiệu url trình phá khối thì anh em sẽ mở cái mình sẽ để cái phần thông tin này ở phía dưới phần mô tả video anh em sẽ điền tất cả những thông tin này y chang những cái thông tin mình để dưới phần mô tả video ha đó thứ nhất là tên mạng này tên mạng thì anh em sẽ copy vô cái là comment ha ừ, sẽ sao chép này đó tiếp theo cái phần url thì anh em sẽ sao chép cái địa chỉ này ha sao chép nhìn dán vào rồi mã chuỗi là 128 nha rồi phần ký hiệu anh em sẽ nhập là ht rồi anh em sao chép cái uh, chuỗi khối này Đó anh em nhấn vào. Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin anh em bấm tự thêm cho mình thì nó sẽ thêm một cái mạng mã mạng, mạng mạng ví cô cho anh em ha. Rồi. Anh em đó. Thì sau khi anh em đã thêm thêm được cái mạng cô anh em bấm vào chữ ví cho mình ha, trên đầu này. Anh em sẽ mạng, anh em sẽ chọn cái cái mạng là Heco net ha. Đó. Rồi. Tiếp theo anh em sẽ bấm giữ cái phần này, anh em sao chép cái phần địa chỉ ví nha. Rồi. Sau đó anh em là vào lại cái web. Đó. Đó. Rồi thì để trước khi mà mình đăng ký ha, mình sẽ copy cái link này. À, mình copy, mình sao chép URL đó, mình dán vào cái Google Chrome để cho nó dịch ra tiếng Việt anh em nha. Rồi mình dán qua Google Chrome ha. Đó. Ok như vậy nó sẽ dịch cho tiếng Việt anh em nha. Rồi, thì anh em sẽ quay lại cái ví uh, MetaMask ha. Đó. Rồi anh em chọn cái phần ví, anh em chọn cái uh, cái ví là Comet. Sau đó anh em uh, bấm giữ này sao chép nó ha rồi anh em quay lại quay lại web anh em dán vào cái này cho mình đó rồi tiếp theo anh em sẽ giải anh em nhập cấp tra vào nha zb 38 y zb 38 y rồi anh em bấm cái, cái nút màu xanh lên ha Đó, như vậy là ok nè, bấm ok nè. Đó, như vậy là mình đã đăng ký xong ha. Xong cái web. Sau đó anh em bấm vào cái dấu ba gạch nè, ba chấm nè, mình bấm vào thêm vào màn hình ha. Sau đó là mình ghi là à, app đào nè, Dragon Coin, em bấm thêm vào ha. Đó thì ở đây á khi anh em mà đăng ký thành công thì anh em sẽ nhận được là à, 10 triệu ha tiếp theo này anh em sẽ xuống phía dưới này này anh em bấm chữ nhận phòng hàng cho mình thì anh em khi anh em cứ mỗi 24 giờ anh em sẽ bấm vào ở đây thì anh em sẽ đạt được thêm một triệu nữa ha có nghĩa là khi anh em tổng cộng là sẽ được là 11 triệu anh em nha anh em bấm nhận phòng hàng đó bấm ok không khác đó như vậy là mình được, được thêm 1 triệu nữa ha Nghĩa là tổng là mình sẽ nhận được là 11 triệu Đây Phần thưởng của tôi nè Tài khoản này ha Số dư khả dụng là 11 triệu ha Đó Để nhận hôm nay là 11 triệu nè Đó Thì hàng ngày anh em Cứ sau 24 giờ anh em bấm vào chữ nhận phòng hàng này nè Thì anh em sẽ được là 1 triệu Dragon Nha Đó còn khi anh em đăng mới đăng ký mới thành công thì anh em sẽ được cái thưởng là 10 triệu cái đồng rồi ra con đó, ok. Thì mình sẽ đọc ha. Thì à, ký hiệu của cái đồng The Dragon đó là cái DC này nha, địa chỉ hợp đồng, chuỗi hiệp Hubi. Đó. Rồi, tiếp theo nè. À, anh em sẽ sao chép cái địa chỉ uh, contact của cái đồng CB này, DC này nè. Anh em sao chép nè, anh em bấm sao chép. Sau đó anh em vào dán dán vào cái MetaMask của mình ha. Đó, anh em vào 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 làm ví MetaMask. Rồi tiếp theo anh em bấm chữ thêm token cho mình nha. À. Sau đó anh em sẽ dán cái địa chỉ nó vào. Đó, như vậy nó ra ha, nó ra là ký hiệu DC nè, số tập phong 18 anh em bấm chữ thêm token cho mình nha. À. đó như vậy là nó vào cái dc rồi ha đây là cái đồng token uh, dragon uh, Coi anh em nha đó thì khi anh em mà uh, đào ở trên cái web kia thì anh em sẽ rút về cái đồng dc này ha rồi đó thì uh, khi anh em mà đăng ký đầu tiên ha thì ở cái lần rút đầu tiên đó thì nó sẽ không giới hạn là min rút ha anh em rút bất kỳ min nào đó và ở cái lần rút thứ hai thì nó sẽ giới hạn cho anh em là 50 triệu cái đồng token này thì nó mới cho rút đó chính vì vậy mà anh em lần đầu tiên khi anh em đăng ký á, thì anh em không nên rút ha đó nếu như anh em rút á, thì anh em sẽ tới một cái lần anh em phải sẽ được giới hạn cái mình rút tới 50 triệu thì nó rất là lâu anh em nha đó 50 triệu thì một ngày anh em kiếm một triệu thì 50 triệu anh em ít em nhất cũng phải là 50 ngày thì nó rất là lâu cho nên lần đầu tiên anh em đăng ký á, thì anh em cứ để ha? anh em dồn lại anh em tầm khoảng hai ba chục triệu á, đó thì anh em muốn rút thì anh em rút thì số lượng nó sẽ lớn hơn ha đó cho nếu như anh em rút liền á thì lúc đó cái số token mình nó ít tuy nhiên nó lại cái lần rút thứ hai thì nó lại giới hạn cái mình rút là tới 50 triệu rồi ha đó cho nên anh em để dồn dồn thật nhiều thì anh em mới rút một lần luôn ha ok rồi đó thì đây là nhiệm vụ dành cho người mới tham gia nhóm điện tín để nhận chỉ một lần cho mỗi tài khoản này đây này là kết thúc rồi ha. Phần thưởng của tôi nè ha. Đó, quy tắc phần thưởng nè. Sau khi sau khi người giới thiệu đề xuất thành công thì người giới thiệu và người dùng sẽ được thưởng là à, 10 triệu cái đồng DC. Đó. và người được đề xuất có thể nhận được là 50% phần thưởng đề xuất của người dùng mãi mãi. Phần thưởng đến trước được phục vụ trước cho đến khi kết thúc phần thưởng ha đăng ký mỗi ngày để nhận 1 triệu đồng DC. Rút tiền không giới hạn cho lần đầu tiên, hạn mức hạn mức tối thiểu rút tiền cho lần thứ hai là 50 triệu ha. Không giới hạn số lần rút tiền sau sự kiện. Do số lượng người tham gia lớn, bạn có thể được ưu tiên rút tiền khi hoàn thành nhiệm vụ dành cho người mới. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi bản phát hành. DC của quỹ phần thưởng của sự kiện đến từ tài khoản tiếp thị công khai và minh bạch. Nếu phát hiện gian lận. Nếu phát hiện gian lận thì tư cách tham gia nhận thưởng sẽ bị hủy bỏ, phần thưởng sẽ không được uh, cấp và bị cấm tài khoản ha. Thì anh em lưu ý ha, anh em uh, mỗi cái mạng mỗi cái địa chỉ ở mạng như vậy anh em chỉ xài một uh, một tài khoản thôi anh em nha. Đó, nếu anh em muốn tạo một cái tài khoản uh, hai hai tài khoản thì anh em phải đăng ký ở uh, ở hai cái mạng wifi khác nhau nha. Đó. Ngoài ra ở đây nó có cái phần thưởng cái danh sách giới thiệu ha. Đó, vị trí đầu tiên cho danh sách số, số. Đó, có những người giới thiệu mà nằm trong top thì nó cũng sẽ được thưởng nha. Đó, như vậy thôi. Thì cứ hàng ngày anh em vào cái chữ là nhận phòng hàng đây anh em là bấm vào. Thì anh em sẽ nhận được là một triệu cái đồng DC nha. Đó. À, mình rút thì anh em nhận sau đó anh em sẽ để dồn thật là nhiều. Sau đó anh em rút một lần luôn nha. À, cái này nó vẫn cho rút ha, nhưng mà lần đầu tiên thì nó chỉ không giới hạn cái min rút. Đó, đến lần thứ hai thì nó sẽ à, giới hạn min rút là 50 triệu. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái copy cái link giới thiệu ha, anh em bấm vào chữ đề xuất kiếm DC. Đó. Sau đó này, anh em à, sao chép cái đường dẫn này, anh em bấm vào chữ sao chép đường dẫn này thì anh em sẽ à, dùng cái link này để đi mời bạn bè anh em nha ok rồi như vậy là đơn giản của anh em ha đó thì trên đây mình cũng đã hướng dẫn cho anh em cái cách cái app cái web ha web đào cái đồng dragon ra con coi và có thể là rút trực tiếp về ví metamask luôn ha đó thì anh em để vô thật là nhiều cái đồng cái đồng coi thì anh em rút một lần ha đó tại vì lần rút thứ hai là nó sẽ giới hạn cái min rút là 50 triệu nó mới cho rút ha rồi ok thì video đến đây xin kết thúc anh em nha anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cũng như là bấm nút like để ủng hộ video mình hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo chúc anh em có một ngày làm việc vui vẻ và thành công